Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Xuân Tùng. Hôm nay thì tại cái khu camping của Chimmy Farm ta sẽ thả diều nhé. Hôm nay gió, thời tiết gió khá là đẹp. Bên kia là cũng khá là đông kìa, mọi người đi camping kìa. Dưới kia còn có một lớp vẽ. Ở đây thì lớp hai anh em ở đây thì sẽ mở lớp thả diều ha. Đó, mặt trời đã xuống rồi. Hôm nay thời tiết nó mát mẻ, có gió mát mẻ hơn. Chơi đi. Bà.
chạy không hả anh? Ô gió này thả nó lên liền chứ. Thả cái kia lên nó lên liền mà. Thời tiết này đâu phải chạy. Ô gió mạnh phần phần. Hơi liệng rồi, nó đưa đi đưa lại rồi. Đấy. Siêu nhân thôi cũng được. Có cái bạn đại bàng kia thì đứng im được kìa. Cân. Cân hơn. Nó sao bay ra tận bên đó. Không, gió đây mà. Liệng rồi, để lấy con. Đối dây đấy con ơi. Đấy con xem con cái đẹp hơn gì không nhỉ? Cái là một dây. Cái là một dây. Nó là to to ấy. Dây vụn cân à? Không, cái này thì mua về nó sản xuất đã thấy chả biết sao. À dây nó buộc sẵn à? À. Cái là bá này. Ôi ôi ôi. Đuối rồi. Cái chân nhờ. Con nó hơi chuyển người. Bạn đứng lên. Quả này chụp ảnh nó hay chụp ảnh này. Chân. Đâu ơi, sao? Chân từ. Đứng cầm, 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 cầm
Chiều nào cao nhất? Chiều nào cao thì phải chiều. Ê, cho sâu thêm tí ra cho
bên này là chụp cả nhiều cả cả nó này. Đây con này rớt rớt giật lên giật lên. Ra đấy, ra mẹ rồi, cái mạnh là nhanh rồi. Ra bắt cái này này. Không.
nó xuống, kéo bạn biết yêu nó xuống. Lấy hẳn cái dây đó xuống. Con diều này thì đi lâu này, tối đây khá là mát mẻ. Đấy. Người ngồi ở đây uống cà phê.